chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trước giờ gờ chung kết Miss Universe Việt Nam 2022, Ngọc Châu bất ngờ nhận tín hiệu đặc biệt từ ban tổ chức. Hiện tại, 41 thí sinh xuất sắc nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang chuẩn bị bước vào đêm chung kết quan trọng nhằm tìm ra người xuất sắc nhất kế nhiệm cho chiếc vương miện. Được biết, trước khi bước vào đêm chung kết, các thí sinh sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn kín với đội ngũ ban giám khảo. Ngoài những gương mặt quen thuộc, ban giám khảo sẽ còn có sự góp mặt của hàng loạt người đẹp quốc tế đình đám. Loạt mỹ nhân đình đám đặt chân đến Việt Nam và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Kim Duyên hào hứng đón đường kim Miss Universe sau khi người đẹp đặt chân đến Việt Nam. Trong đó, phải kể đến Miss Universe 2018, Catriona Craig, Miss Universe 2021, Hannah Sandu và Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Theo đó, tối muộn ngày 23 tháng 6, ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam, ba vị giám khảo nói trên đã ngay lập tức tham gia buổi phỏng vấn kín với các thí sinh bằng tiếng Anh. Ngoài ba người đẹp quốc tế, các giám khảo còn lại của dàn ban giám khảo bao gồm bà Xuân Trang, bác sĩ Lê Diệp Linh, Vũ Thu Phương, Hà Anh, Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Hờ Hèn Nghê. Bên cạnh nội dung trong vòng phỏng vấn kín, khoảnh khắc thú vị của dàn ban giám khảo cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ. Trên fanpage Quật Fresh đã chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc hài hước của các giám khảo trong hoạt động vừa qua. Cụ thể, bắt đầu buổi phỏng vấn kín, các thành viên của hội đồng ban giám khảo đều hào hứng cùng nhau chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, đến cuối buổi, toàn bộ những vị giám khảo quyền lực này đều thể hiện sự gục ngã và mệt mỏi sau vòng phỏng vấn kín để tìm ra tân hoa hậu trong số 41 thí sinh xuất sắc nhất. Ngay khi vừa đăng tải, khoảnh khắc này đã được nhiều người thích thú và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng với sự xuất hiện của dàn giám khảo quốc tế đình đám cho thấy tiêu chí của cuộc thi này đang dần tiến đến sự tiệm cận quốc tế. Bên cạnh đó, dư luận cũng chú ý khi Ngọc Châu lên thẳng trang chủ của Miss Universe. Anh Khuê và Diệu Linh cũng là hai thí sinh được trang chủ Miss Universe đăng tải. Thảo Nhi Lê cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh chung khung hình với đương kim Miss Universe Hannah Sandu. Đặc biệt, sau phần phỏng vấn kín kết thúc, một trong những thành viên của ban giám khảo là người mẫu Hà Anh đã chia sẻ trên trang cá nhân quan điểm của mình. Cụ thể, cô bày tỏ ấn tượng của mình sau khi được ngồi chung mâm với dàn mỹ nhân quốc tế. Những đại diện của họ sẽ phải là những phụ nữ có thể speak cao, nói ra những quan điểm, lập luận, có cái nhìn của bản thân mình. Có sự trải nghiệm là những đại sứ cho đất nước, văn hóa và truyền thông của mình, cũng như thấu hiểu đối với sự hội nhập quốc tế. Những gì họ nói ra đến từ chính họ, từ trái tim, mang lại giá trị khác biệt, rất riêng, chứ không chỉ fringe, rao giảng về một lý tưởng nào đó. Hoa hậu Hannah thực sự là một người hành động cho lý tưởng của cô ấy và không ngần ngại bộc lộ ý kiến riêng của mình. Hà Anh cũng đã đăng tải ấn tượng của cô trong vòng phỏng vấn kín vừa qua. Nguyên văn chia sẻ như sau. Đêm qua, dàn giám khảo Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến từ khá sớm để ăn tối với nhau và chụp hình thảm đỏ. Lẽ dĩ nhiên Hà Anh háo hức khi lại hội ngộ cô bạn thân của mình, Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Ai cũng nóng lòng chờ đợi màn thể hiện và tỏa sáng của các cô gái. Riêng Hà Anh và Natalie không hẹn mà có ý nghĩ sẽ ra sao cánh gà để động viên tinh thần thí sinh, cũng như dặn dò thêm các cô gái về những tiêu chí. Hà Anh tranh thủ chỉ thêm các cô gái cách bước đi và cảm nhận không gian, ánh đèn và khán giả tại một sân khấu lớn. Đây là điều quan trọng giúp bạn có được thần thái, dáng dấp của một queen khi xuất hiện. Cho đến giờ, tất cả chúng tôi đã có những điểm chấm nhất định. Tuy nhiên, tối mai sẽ có buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh của ba giám khảo quốc tế với các thí sinh. Giám khảo chúng tôi cũng sẽ được ngồi nghe dự thính để có đánh giá sâu và sát hơn. Khán giả hãy yên tâm, chúng tôi đang cố gắng hết sức để có cái nhìn công tâm, loại bỏ bớt cảm tính và bám sát với tiêu chí. Ban tổ chức cũng thường xuyên nhắc nhở chúng tôi về những tiêu chí và chúng ta đang tìm ra ứng cử viên hoa hậu có khả năng giúp chúng ta tiến vào top cao khi tham gia đấu trường quốc tế.
Được biết, đây là phần thi quan trọng trong mỗi cuộc thi sắc đẹp với mục đích tìm ra các ứng viên xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu. Ngoài ra, phần thi này cũng được đánh giá là giúp nhiều thí sinh thể hiện được cá tính cũng như lội ngược dòng, ghi điểm cho ban giám khảo. Tại đây, các thí sinh được thể hiện quan điểm của mình trước những vấn đề của xã hội, cuộc sống mà mình truyền tải. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.